Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh Hưng Yên đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch vốn giao, đạt gần 45% kế hoạch năm. Tuy nhiên, công tác triển khai, thực hiện và giải ngân vốn của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế. Để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra phê duyệt theo quy định. Đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, dự kiến hoàn thành sau năm 2021, khẩn trương thực hiện thủ tục trình, phê duyệt điều chỉnh thời gian khởi công, hoàn thành, phù hợp với tiến độ thực tế triển khai dự án, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Đối với các dự án khởi công mới năm 2021, đẩy nhanh tiến độ, thẩm định phê duyệt các dự án, phê duyệt thiết kế và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để sớm thi công dự án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện xây dựng dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và điều khoản hợp đồng đã ký kết. Các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân cố tình gây cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.